Tiếp theo nha. Cái thứ ba này. Sau đó do mình sẽ cuốn nó lại nha. Đó, mình sẽ cuốn từ cái phía bên ngoài vào. Sau đó mình sẽ cố định bằng keo. Như vậy là mình đã làm được một bông hoa. Cái thứ hai nha. Cái thứ ba này. Như vậy là mình đã gắn được 3 bông hoa hồng. Bây giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần bó hoa này nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần màu xanh để làm lá nhé. Sẽ cắt ra những cái lá về giá và về bông hoa nha.
xanh cắt thật nhiều cái lá màu xanh để dán, nó có điểm nhấn, nó sẽ nổi bật hơn. Ba cái rồi này. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần cái cuối cùng nhé. Như vậy là mình đã làm xong một bó hoa màu cam cực kỳ đơn giản và xinh xắn như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha.